Quốc hội khóa 15 đã kết thúc 1,5 ngày thảo luận về kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 6 với nhiều đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm, gợi ý các giải pháp, đồng thời cũng trăn trở về nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm. Dẫn báo cáo của chính phủ cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó có hạn chế do tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao của bộ máy nhà nước. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn Kiên Giang đề nghị nghiên cứu làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan, bởi yếu tố con người là quan trọng nhất, đây là nguyên nhân căn cơ để đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đánh giá cao vừa qua chính phủ đã rất cố gắng để nghiên cứu và ban hành Nghị định 73 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, nữ đại biểu băn khoăn một nghị định không thể thay thế điều chỉnh các quy định của luật, trong khi các vấn đề quy định về quyền hạn, trách nhiệm miễn trừ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đã được quy định trong các văn bản luật khác như Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Dân sự, Luật Hình sự. Chính vì vậy, Nghị định 73 sẽ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Tôi kiến nghị nghiên cứu sớm sửa đổi pháp luật, trước tiên là Luật Công chức, Luật Viên chức để tạo cơ sở pháp lý bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, bà Nguyễn Thị Kim Bé đề xuất. Đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn Tây Ninh, phân tích, chính phủ mới ban hành Nghị định số 73 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đó là những cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ đã đề xuất và thực hiện những việc nhằm tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính. Vị đại biểu đồng tình việc bỏ đi vế đã được pháp luật quy định nhưng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính thống nhất, đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn. Bởi chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thượng tôn pháp luật, không thể ban hành một văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định để khuyến khích bảo vệ những người thực thi pháp luật và vi phạm pháp luật. Chúng ta phải xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm theo nghĩa là xé rào, là vi phạm pháp luật để khắc phục những bất cập của pháp luật, không phải đem cả sinh mệnh chính trị của mình để thực thi chức trách nhiệm vụ mà phải tìm cách lách từ tên công trình, công việc cho đỡ chú ý đến, phải trình bày nhỏ to để cơ quan chức năng thông cảm bỏ qua, giơ cao đánh khẽ, ông Trần Hữu Hậu nói. Đại biểu Trần Hữu Hậu, vị đại biểu đoàn Tây Ninh cũng nhấn mạnh, việc quyết liệt rà soát hàng trăm văn bản để tìm ra những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc theo nghị quyết 101 của Quốc hội là cơ sở để sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý những vướng mắc tồn tại từ nhiều năm, tạo hành lang pháp lý cho cán bộ an tâm hơn, chủ động hơn trong thực thi công vụ, giảm bớt căn bệnh không dám làm những việc cần phải làm do vi phạm các quy định hiện hành. Cho rằng thực tế luôn biến động, trong khi chất lượng xây dựng pháp luật không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng cao, những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn mới sẽ phát sinh. Ông đề xuất cần tìm những phương thức xây dựng pháp luật phù hợp. Quốc hội xem xét sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cho phép trình và thông qua Quốc hội một luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật chỉ với một hoặc một vài nội dung cụ thể theo quy trình, thủ tục ngắn gọn trong một kỳ họp, ông Trần Hữu Hậu kiến nghị, vì cho rằng làm như vậy luật sẽ kịp thời đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng thay vì có luật khung, luật ống rồi lại chờ nghị định, thông tư.